Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trên chợ mạng gần đây, liên tục xuất hiện các bài đăng thu mua xác ve sầu với giá tiền triệu, đắt nhất lên đến 2,2 triệu đồng 1 kg. Các bài viết đều nhấn mạnh có bao nhiêu xác ve sầu, thương lái cũng sẽ thu mua bấy nhiêu. Hà Văn Tê ở Cao Bằng, một người chuyên thu mua xác ve sầu cho biết, chỉ cần có hàng, gửi xe khách về Cao Bằng là Tê nhận thu mua hết. Hà Văn Tê hướng dẫn, vì xác ve sầu chia ra làm 4-5 loại khác nhau, với giá mua cũng khác nhau, nên các anh đi thu mua xác ve sầu về thì nhớ chia riêng ra. Loại to sẽ được mua với giá tiền cao, đắt nhất là loại xác to, chiều dài khoảng 3 cm, màu đậm, với giá thu mua là 2,2 triệu đồng 1 kg. Loại nhỏ hơn, nhạt màu hơn thì giá rẻ hơn. Để chính xác nhất, khi gom được xác ve sầu, hãy chụp ảnh lại từng loại, gửi qua cho tôi sẽ báo giá. Chị Tòng Thị Tê ở Mai Sơn, Sơn La cho biết, mỗi năm chị thu mua được 4-5 tạ xác ve sầu để bán cho thương lái Trung Quốc. Họ mua 7-8 năm nay rồi. Mới đầu nghe họ nói mua xác ve, tôi cũng không tin. Cứ nghĩ là họ trêu đùa vì xác ve nhẹ như bông, biết bao giờ mới nhặt đủ 1 kg để bán. Sau này mới biết họ mua thật, giá lại còn cao. Thấp nhất là 400.000 đồng đến 500.000 đồng 1 kg, cao nhất là hơn 2 triệu đồng 1 kg. Từng đi nhặt xác ve sầu để bán hơn 5 năm qua, anh Thanh, chú tại xã Triềng Rong, Mai Sơn, Sơn La cho biết, những loại xác ve sầu tại địa phương, giá cao nhất anh bán được là 1,2 triệu đồng 1 kg. Theo anh Thanh, xác ve sầu có nhiều nhất ở nương cà phê và bơ. Người dân thường chỉ bắt ve sầu non để bán với giá vài trăm nghìn đồng 1 kg. Xác ve sau khi lột còn vương lại trên thân cây, lá cây và mặt đất, nhưng ít người nhặt vì biết bao giờ mới gom đủ 1 kg. Anh Thanh cho biết thêm, trước đây thương lái thu mua xác ve sầu với giá chỉ 300.000 đồng 1 kg. Những năm gần đây, giá thu mua loại hàng này ngày một cao, bây giờ đã lên đến hơn 2 triệu đồng 1 kg. Anh Thanh giải thích, xác ve sầu được gọi là thuyền thoái hay thuyền xác, là một loại dược liệu trong đông y có nhiều tác dụng đối với sức khỏe y tế như thanh nhiệt, phong trấn, giải kinh, tiêu viêm, v.v. Do đó, người xưa đã dùng xác ve sầu để làm ra rất nhiều bài thuốc, cho đến ngày nay vẫn còn được lưu truyền trong dân gian. Theo bà DH, một thương lái thu mua xác ve sầu ở khu vực huyện Ngọc Hồi, Kon Tum. Ve sầu có hai loại, một loại xác mỏng có màu đỏ tươi, một loại xác dày có màu tối sậm hơn. Loại xác mỏng giá thấp hơn loại xác dày. Giá xác ve cũng dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng 1 kg. Từ nhiều ngày qua, bà DH tìm mua xác ve sầu rồi bán lại cho thương lái Trung Quốc. Để có đủ hàng bán cho thương lái nước ngoài, những thương lái ở Kon Tum không ngại mua từ một lạng cho đến vài tạ, bao nhiêu cũng mua, không giới hạn khối lượng. Không chỉ bà LS mà còn nhiều thương lái khác đang lùng mua xác ve sầu với giá dao động từ 700.000 đồng đến 2 triệu đồng 1 kg. Càng ngày, giá của loại mặt hàng này càng được đẩy lên cao đến chóng mặt, thậm chí có nhiều người còn bỏ dở công việc làm nông để đi tìm gom xác ve sầu. Theo ông Nguyễn Thanh Nghi, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi, huyện đã nắm được thông tin thương lái trên địa bàn thu mua xác ve sầu. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các xã kiểm tra, rà soát lại tình trạng thương lái thu mua xác ve sầu. Huyện cũng yêu cầu các xã tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Động cơ, mục đích của thương lái trong việc thu mua xác ve sầu là gì? Trên cơ sở báo cáo ở các xã, huyện sẽ có những chỉ đạo khuyến cáo cụ thể.